Vâng, teacher Mai Anh from Eden Garden English. Hello các con, hôm nay chúng mình tiếp tục đi tìm hiểu về một âm mới trong phần phát âm nhé. Đó là âm I. Khi mà letter I đi với một phụ âm và đến letter E thì chúng mình sẽ có được âm I. Ok, chúng mình hãy cùng đi tìm hiểu thật kỹ hơn xem là những từ có chứa âm I là những từ nào nhé. Let's go. I. I rice. I ice. I ice. I white. I white. I kite. I kite. I nine. I nine. I tie. I tie. I write. I write. I time. I time. I wine. I wine. I mine. I mine. I line. I line. I bike. I bike. Ok, vừa rồi là toàn bộ những từ vựng có chứa âm I. Về nhà mình hãy học thật kỹ và sẽ có một bài thuyết trình về những từ có chứa âm I nhé. Chúc con có một bài thuyết trình thật là tốt. Goodbye!